Theo phòng dự báo thủy văn Trung Bộ Tây Nguyên và Nam Bộ, từ nay đến ngày 10 tháng 5, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần vào giữa tuần, sau đó giảm. Độ mặn phổ biến tại các trạm lớn hơn so với độ mặn cao nhất tháng 4 năm 2022. Một số trạm tại Long An, Kiên Giang, Bến Tre, Trà Vinh có độ mặn nhỏ hơn. Cụ thể, chiều sâu ranh mặn 4 phần ngàn có khả năng xâm nhập mặn trên các sông Giàm Cỏ Đông, Giàm Cỏ Tây là 40-50 đến km, sông cửa tiểu cửa đại là 30 đến 35 km, sông Hàm Luông, Cổ Chiên là 35 đến 40 km, sông Hậu là 25 đến 30 km, sông Cái Lớn là 40 đến 50 km. Tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long còn phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mây Công, Triều Cường và còn biến động trong thời gian tới. Trước tình hình trên, phòng dự báo thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khuyến cáo các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp, phục vụ nông nghiệp và dân sinh đồng thời hạn chế tưới nước nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất. Đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới, người dân cần kiểm tra nồng độ mặn